Hello, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Kỳ Rau. Thì hôm nay em lại tiếp tục giao lưu một số tác phẩm sam trái nha các bác. Thì hàng mini để bán nha. Dạ, không có to lớn, lớn gì lắm đâu. Quay nhìn vòng trong con này là siêu trái luôn. Con này hàng nhỏ thôi nhưng mà trái là kín coi luôn nha các bác. Đó. Dạch trái rồi mới hái được lé luôn á. Đó. Rồi rồi dừng, dừng nha anh. Đó, các bác nhìn đi. Con này làm tay sơ nha. Tay sơ. Tay nó là to rồi. Tay nó tầm khoảng nướng tay út rồi nha các bác. Em sẽ đo chiều cao. Con này nó nằm trong cái chậu tạm nha. Em để vô cái chậu đất nung ra cho nhìn dễ chứ nhỉ. Chậu tạm nó rách hết rồi. Chiều cao của coi là khoảng 55 nha. Thân của nó là như ngón cái không? Thân của nó là khoảng ngón tay cái nha. Chiều cao 55. Thân khoảng ngón tay cái, chiều rộng của tàng nó là 40 nha. Đó. Trái thì khỏi nói luôn nha các bác. Trái đó là các bác, trái nó là bác là phê thuốc lào luôn nha. Đó. Kín coi luôn. Trái nó như cái nho, như chùm nho rồi. Đó, nó ra là không còn chỗ nào mà không có trái nha. Đó. Từ đầu tới đuôi luôn. Như này. Đó, 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 đó. Đó. Mới gỡ rồi. Đó là cái trái này. Kính coi luôn. Đó các bác, trái nó đấy. Trái nó là miếng chê nha. Cái này giờ các bác chờ trái nó chín rồi các bác hái có thể ngâm rượu uống nha. Ăn trái đó ăn rất ngon nha. Chua chua ngọt, ngọt giòn, rụm rụm nha. Rồi, có số 1 là em báo giá là 500k nha. Chưa bao gồm phí ship. Đâu, các bác nào cứ thích con nào thì liên hệ cho em. Đó, 500k nha. Rồi, em xuống coi số 1. Rồi, tiếp tục em lên coi số 2 nha. Con này cũng siêu trái luôn nha các bác. Đó. Quay nhìn vào trong. Đi. Đó. Con này cũng nhỏ nhưng mà trái cực kỳ nhiều nha. Thằng dòng siêu trái không nha. Hàng đó là hàng phôi khai thác từ rừng nha các bác. Chứ không phải là hàng dăm cành nha. Em là tàng là cho tàng hàng phôi phôi rừng không đó rào rào được anh. Đó rồi thì thân nó tầm khoảng ngón cái em thôi, ngón trỏ chứ còn chưa tới ngón cái đó, cao thì tầm khoảng cỡ 50, cao 50 nha, cao 50 tàng 40, cao 50 tàng 40, thân là cỡ ngón cái nha. Rồi nó siêu trái luôn, hai mặt mặt nào cũng như nhau. Rồi con này em báo giá là 550k nha. Con số 2 trái cực kỳ nhiều luôn. Đó trái đó, đó các bác. Thôi trái vô. Trái kính coi luôn. 550k nha. Cho một coi sam trái. Siêu trái. Trái là dây coi. Đó. Trái từ dưới rễ lên tới là ngọn nha. Gì gì trái luôn. Rồi em xuống qua số 2 nha. 550k nha. Đó. Các bác nào có hộp nhãn liên hệ. 550k chưa bao gồm phí ship nha. Rồi, xuống qua số 2. Giới mới đẹp chứ đúng không? Rồi tiếp tục lên một cây số 3 nha. Con này thì cốt đế lớn hơn hai cây kia một chút. Trái cũng dòng siêu trái luôn nha. Con này cao cũng khoảng cỡ 60. Ở đây có đế được, cái đế to to. Đế nó thì to hơn con cái nha. Tàng này cũng cỡ 40 luôn. Siêu trái. Cao 60 nha. Siêu trái, đó, siêu trái các bạn. Hàng siêu trái này. Ôi giời, thấy chưa? Nói gì? Hàng siêu trái nha các bác. Cái gì chim chim mua gì à, siêu trái nha, từ đầu tới đuôi luôn đó, từ đầu tới đuôi luôn các bác thấy chưa, kính coi luôn. Cả đây 8 chai 8 xị. Ok cho cái đó đó cho thấy chưa. Đó, rồi coi số 3 em báo giá là 600k nha. Chưa bao gồm phí ship nha. Bác nào gửi hộp nhãn này liên hệ.
600 kia. 600 kia, chưa bao gồm phí ship. Đó. Rồi, giờ hôm nay kết thúc nha. Hôm nay em lên 3 tác phẩm. Sao?